Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Rồi, buổi chiều cũng đặt vấn rồi, cũng có mua được con ở cấp để nấu với khoai cao, làm cái lẩu khoai cao nhộng xương xương. Này chắc cái cốc nghệ quá hả? Cốc nghệ. Cái cốc nghệ mà. Dạ. Còn cái dĩ của nó rất là mềm, mềm dữ lắm, cho nên là cái dĩ của nó ngon lắm. Giờ thì mấy chú sẽ cắt cái kỳ đó. À, cắt. Rau để ăn lẩu thì mình thấy là có rau cần nước nha cả nhà. Rồi bông bí. Ngoài ra thì mình còn có một lọn thì là nữa. Trước giờ là chú Năm, anh Hoàng, chú Hai chưa ăn cái cọng rau này. Không biết anh đang ăn chưa? Dạ chưa. Mới thấy đầu tiên chứ ăn gì. Cái này để vô lẩu ăn thơm thơm đó. Mới thấy đầu tiên hả chú Năm? Mới thấy đầu tiên đó. Nhìn tưởng ngồi gí hả? Thấy cái lá nhỏ nhỏ nó là ngồi gí không? Mình sẽ chưa thẳng phải. Chú Năm nói, miếng mà ăn là làm lẩu rau gì cũng là gọi là rau. Mỗi rau có một cái vị riêng đặc trưng. Anh đang đừng có lạc vậy. Bây giờ anh đang bỏ cái phần gốc già đi. Rồi chút nữa mình ăn cái mình ngắt vô luôn. Giống như là rau muống vậy đó. Bên cạnh món lẩu thì mình còn có gỏi, xoài, khô cá cơm. Cá cơm này là cá cơm sữa nha cả nhà. Chút nữa đây chú Hai sẽ rang lên. Mình nấu món lẩu này thì khoai không cần chiên. Mình để khoai vô các cái khúc dừa ăn, miễn sao nấu mà cho nó càng nhiều càng tốt. Chút nữa chan luôn cái nước nó béo béo. Đúng rồi. Như cái này mình nấu nó tan từ từ ra, mà sao mình canh ha, cái còn đũa gấp được miếng nhỏ, thứ đó nó béo. Thứ gì chịu nổi hả? Đặc biệt hơn nữa là khi mà mình ăn lẩu cá cóc nấu khoai thì mình sẽ chọn cái cọng rau cần nước nha cả nhà. Ăn rất là ngon. Cơm đi. Còn cá cóc thì mình nấu canh chua cũng ngon nè. Kho nước dừa cũng ngon. Hoặc nướng cũng ngon. Chiên cũng ngon. Dạ. Mà ngon nhất là nấu lẩu khoai cao. Nó nấu lẩu là ngon nhất. Nấu nhúng rau rồi vô. Biết sao không? Tại kho nước dừa cái ăn cơm không nhậu cho nên không ngon. Tiêu. Chấm rau sống nhậu cũng ngon hả? Dừa nó ngon chết cá. Hồi sáng mình mua tới 2 củ khoai cao bự vậy nè. Nhưng mà mình chỉ dùng một củ thôi. Còn củ để dành nấu vịt nấu chao quá. Củ để mày nấu chao, vịt nấu chao là thầy. Mày nấu đi. Mày làm luôn hả chú nào? Nói chứ mình coi tranh thủ mình làm đi rồi. Cái này quen cái còn có mấy ngày nữa đâu. Tới ăn mùng 5 tháng 5 nữa rồi. Ăn mùng 5 tháng 5 là mình phải đổi món. Chứ mình không ăn món củ hoài. Ăn tép gông. Cá lồng tông ha. Ừ. Cái món cá lồng tông chiên bột tới nay chưa thấy luôn. Xèo, ừ. Hình nó hơi bự quá, nó lâu chứ. Vậy nè. Cũng được rồi đó anh đi. Vậy đi, nữa nó gã lại từ từ vừa coi. Còn cái cốt khúc trong sao mà gấp được cái hấp. Vậy chứ chút nữa đây mình ăn khoai ngon hơn cá nha. Đúng rồi. Ừ. Cái nước niêm của mình nó hút vô đó. Trời, ai ăn khoai ăn, mình ăn cá chứ. Có anh Hoàng, anh Hoàng nói đúng rồi. Cái khoai này mà anh Hai mà kiểu mình anh chiên đi. Anh chiên đi ha, rồi bắt đầu anh chấm cái gì mà tương ớt đồ ha. Anh nhậu một cái đi là khỏi cả ăn cá cóc luôn. Vậy lát anh chiên riêng cho mày ăn cũ. Rồi, mày đụng vô cái này nha. Lát nó cạn trăm thêm vô. Mình chọn cái cách là để con cá riêng. Rồi khi nào mà ăn lẩu thì mình sẽ để vô cho chín. Thời điểm này thì xoài ghép hết mùa nha cả nhà. Hồi sáng anh Đen với anh Hoàng đi quần nát cây xoài mới được 3 trái. Đứt lứa hết mùa. Cầm 3 trái xoài đi dọc đường về bị người ta xin nữa hả? Xin. Anh Hoàng nói bà xã có bầu không được chị ơi. Mầm hiểm gặp ta cho rồi. 3 trái là trộn đủ một dĩa đó. Mà cho thì chắc không đủ anh Hoàng. Không, nếu xin Đà Loan có thể anh đi mua cho. Đà Loan thì mấy cây kế bên đó có. Xoài ghép hiếm lắm. Hồi mấy tháng trước thì mặc sức mà ăn hả? Ừ, mấy tháng trước trời nó rụng lợ đất cho ai đâu ăn. Giờ thì nó hơi hiếm. Cái gì không có thì nó hiếm.
Loại cá cốc này thì ngư dân đánh bắt chủ yếu bằng lưới hoặc là giăng câu nha cả nhà, nhưng mà thấy đa số dính là bằng lưới nhiều. Nó ngoài sông cái là nó có lưới giăng cá cốc riêng. Dạ. Lưới cá cốc rồi lưới cá bông lau, nó loại lưới riêng chưa nè. Dạ. Cái lưới cá cốc này là lưới chỉ, mỗi lưới gân, còn dạ, lưới bông lau lưới chỉ. Dạ. Giăng chờ ông thấy tới nước nó giăng thấy ham lắm kìa, giăng dính thấy đã lắm. Dạ. Mà cá cốc chuyên gia dính ngạnh không? Như cá cốc mình thả lưới bây giờ cũng nó hơi ít giảm bớt. Hồi đó ha, tới mùa cá bông lau ha, anh hai thấy cái sông kia anh em á, sông dưới bầu á, sông bầu chiều mát giờ đứng nước mà ống canh ha, chuồng nhỏ nhỏ như chuồng anh nó chạy ở trong đây ha, búa ra ngoài ha, cái chèo lắc gì đó, hậu cuốn lên con hai con, nhiều khi dạo không có con mà nó có tiền cái là dính một con, một là 4-5 kg, 3-4 kg là bán có tiền. Dạ. Đội này mà hồi xưa mà thả trong dòng cỏ biển hồ xuống ha, cái dính nó ha, rồi cá mà dinh ha, rồi cá rảnh hay con gì nào thả đen xuồng luôn, không nói mà giờ nào. Dạ. Còn ở khu vực mình là lúc trước dính ngay chỗ bến phà Mỹ Thần cũ chú hai. Ừ. Dính nhiều lắm. Ừ. Rồi về cho khoai vô, khoai vô cho mềm. Cái này là nó đánh lưới gần, mà nó đánh lưới khoảng từ cỡ 2 tấc ăn lên, mặt 2 tấc. Dạ. Các cốc là lưới ba màng bắt cũng vẫn bắt. Ba màng là lỗ bự. Lỗ bự. Dính cái ngạnh là coi như là nó dướng vô nó luôn ha. Dướng giống như ngạnh là nó như dính nè. Là nó lăn lộn như vậy đó. Hoặc là giăng câu cũng được, nhưng mà giăng câu thì được, ít dính hơn. Giăng câu ít hơn, nó dính hơn lên. Thả lưới bén lắm. Dạ. Mà lưới nó bén, lưới nó lưới mắc tiền mà. Mà phải thả ngầm dưới. Ừ. Cá này nó sống ở mực nước sâu, sông lớn. Cá cốc này mà em biết bắt cá ha, là lúc mà cá cốc còn cân cho bạn hàng cá vô loại á, là có 25.000 kg đó. Trời ơi, rẻ vậy. Ừ. Là em của anh hai, hai đứa em trai, là coi như anh ấy hay là gánh lên đó. Các cá cốc nè, cá kết nè, còn như cá sắc lát con nào nấy ha, bạn gửi tay nè, cũng yeah. 25.000 kg là cá kết bự, chứ cá cốc với cá sắc lát rồi với cá chèn con bự gì ha, là một giá 125.000 lựa cá bự ra, rồi cá nhỏ nữa 15.000, rồi nhỏ nữa 10.000, nhỏ nữa thì không mắm là cá lúc đó mấy năm đó còn cá dữ lắm ha, là anh đi làm ha, là coi như về tới bà bến chợ ông bầu là gánh không đó. Dạ. Chợ ông bầu là ở Cao Lãnh hả? Đưa thao. Ở kêu chợ Mỹ Thọ đó. À, là cũng gần cái khúc Cao Lãnh rồi. Ừ, từ đó lên tới Cao Lãnh 8 cây. Dạ. Đúng 8 cây luôn. Cái mặt cá cốc này hồi xưa là mặt cá cốc, mặt cá xuất khẩu. Nó bông lao bốn tượng là cái mặt xuất khẩu không à. Mà thả lưới cá cốc này là dính tôm màng xanh hoài luôn đó. Dạ. Lưới cá cốc này tại nó ba màng lắm, màng ngoài rồi màng trong, ba thứ là nó không có xảy đường nào được. Nó thì kêu ba màng đó, từ ví dụ 5 phân, còn cái tới 1 tấc. Còn có tên tắt máy vậy đó. Dạ. Kiểu ba màng. Còn nếu mà đánh bắt cá bông lau thì phải chọn ngay cái mùa gió chướng là dính nhiều. Hình như là bước qua tháng 10 là có gió chướng. Đúng rồi, nó cá bông lau là bắt tùy theo mùa chứ không phải mùa nào cũng có nó đâu. Dạ. Dân lưới cá cốc này là dính cá sủ là nhiều nhất. Cá sủ với cá cốc này. À. Cá sủ giờ bán cũng có giá. Mà có giá hơn thì con cá cốc. Cá sủ cá cốc là dính một thứ. Con thả lưới cá cốc này là dính đủ mà mặt cá dồ cũng dính nè, rồi cá đủ mặt hết á. Cá nào cũng mặt cũng được. Ngang thì nó dính nè. Nó là còn là lưới bén không, lưới nó là lưới mắc tiền mà. Dạ. Người ta chọn cái lưới gân để mà giăng ở dưới. Ừ. Là nhằm mục đích là cho con cá nó không thấy. Ừ. Nó sáng nó bén. À. Bén nước á. Gọi là bén nước hả? Ừ. Đó chú hai cũng có mua lưới qua màn, chú hai thả cái mày dinh nó dính cái cốc này hoài. Dạ. Mùa nước á, tháng 9 tháng 10 là nó sổ xuống, còn thấy nó thả đen xuồng chân, nó phải ngựng khúc cứ thả hoài vậy. Cái mày dinh thì hồi trước nếu mà dính con bự thì đem kho lạc cũng ngon. Ừ. Hoặc là cá ép mồi, chú hai biết không? Biết. Cá ép cái mực nó nghe nói là trị bệnh gì nữa nha. Ừ. Mà đó thả còn biết, chuyên gia là thả bằng mắm mà. Dạ. Thả chuyên gia nó lên bằng mắm. Chứ nói xương người ta ít ăn lắm. Như em nói ha, nếu mà như những người mà ăn cá mà ăn mặt trắng được, hay ăn cỡ nào ăn thì em không biết, chứ cái mặt con cá ép mà
mà nếu mà đừng kho làm sao ha, mà đừng có để nó dập cái mặt hay dập cái mặt ra cái là coi như bỏ luôn rồi cá à, không được luôn đó. Đắng dữ, đắng dữ lắm, đắng luôn. Còn con cá, con cá gì quên rồi ta, cũng thuộc họ cá mè à, cá mè hôi. Cá mè hôi là bây giờ là hiếm lắm nha, hiếm hôi giờ mất xác luôn, với với cá chài, cá chài giờ cũng không thấy luôn nữa. Mà thịt con cá mè hôi nghe nói là cũng ngon nha. Thịt nó còn nhỏ còn ăn hôi. Dạ. Càng lớn càng ngon. Bởi vì người ta kêu là cá mè hôi ha. Con vài ba ký gì đó. Ăn ngon. Vài ba ký hả anh Hoài? Giờ kiếm đâu ra hả? Mà nhưng thấy như mấy con cá không có giá trị nha. Như lúc trước không có giá trị, không bán không có tiền ha. Mà nhưng lại bây giờ nó hiếm. Như nói mới mình nói con cá mè hôi nè. Rồi con cá chài cũng đâu có giá trị đâu. Dạ. Đâu có cái tiền á. Mà vậy bây giờ coi như là nó muốn hết luôn, mất liệt chủng luôn. Ừ. Rồi riêng ra mình á, dùng đây mình khỏi nói cá heo đi, cá heo thì chỉ trên vùng An Giang đầu nguồn nó có thôi, chứ mình đây đâu có bao nhiêu đâu. Dạ. Yeah. Xong nồi nước lẩu ha. Rồi, giờ chú Hai sẽ gan khô. Khô cái nồi bắt cái nồi này trở lên lại. Theo con nghĩ người ta phơi con khô này chắc cũng chín cỡ 70-80% rồi ha. Mặn mặn. Nước mặn. Khô này nước mặn chứ nè, cho nên nó mặn mặn. Thấy đi mấy cái con khô mà cá mình nói mua khô cá dụng á, mấy cá nhỏ 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 này là coi như bắt cá tư lên phơi khô luôn, đâu có ớt gì đâu. Ừ. Khi mà mình gan lên cái nó thơm lắm. Thơm. Chín lên cái chở mà là màu vàng. Dạ. Yeah. Con này không vàng nó sấm luôn. Ở ngoài biển người ta dùng con cá cơm này để làm nước mắm chứ hai. Ừ. Còn ở nước ngọt của mình thì dùng cá linh. Mắm này là mấy cái ấy là người ta làm mắm cá cơm. Dạ. Rồi mình ở đây thì ngay mùa nước là mắm cá linh không. Em thấy sao? Được, ngon. Mày hỏi mấy ăn. Chú Năm về ghe hả? Ghe hết nổ rồi, làm thủ tục. Biết rồi đó. Về chiếc rượu. Bác kêu chậm á, chứ sao bây giờ? Bây giờ thì chú Hai sẽ làm nước sốt để chung gỏi nha cả nhà. Mình có tỏi, ớt băm, rồi đường, nước mắm. Nhưng mà chung gỏi xoài thì chú Hai đâu có nặng chanh hay tắc gì hả? Không có. Chung gỏi xoài mà đâu có nặng chứ. Nghe tắc không? Không. Dạ không. Vậy là bây giờ mình quyết định là trộn xoài. Còn khô thì mình để trên mặt ha. Lên trên. Dạ. Chứ khi mà trộn khô chung nó sẽ mềm luôn khô, mềm, phải không? Mềm sẽ không khô. Không. Cái con khô này đúng là kêu con cá khô cơm sữa là đúng luôn. Ăn thịt sữa không? Hả? Ăn thịt sữa luôn. Mà nó dẻo. Ngon hả? Ừ. Cái này mà ăn cơm cũng ngon. Ừ. Bác đen nó mới ăn phải rồi. Ở đây có đồ ăn. Đúng là điểm quá. Cái gạo gầm mình rồi. Chài bằm chỗ này ớt đá nhuyễn lên nhậu cũng ngon. Chấm này vô luôn ha. Vừa lượng miếng trên ha. Hết luôn. Hết luôn lên rồi. Hay gì bự. Trời ơi, nhìn chảy nước miếng thiệt chứ. Rồi thì nhậu luôn đi cho khỏi ăn. Lẩu lẻo gì nữa. Bỏ mấy thứ cá, bỏ cá cóc vô thùng lên đang ơi. Nhiêu đây thì đủ rồi. Còn món xài nữa rồi đó. Trên con khô nó vừa ăn luôn. Chua mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Khô này thì vừa ăn, đang vừa ăn luôn đó nè. Dạ. Sàng sàng cái ra trên. Cái này làm cái này mình
gấp đó là cho như là đúng chắc là gì. Sảy như mình cầm cái càng sảy mà cái đuôi sống rồi càng nồi đổ ngoài hết hết. Còn con cá cóc. Rồi buổi chiều cũng có lẩu cá cóc rồi cũng mời cả nhà lưng xương mấy chú cháu ha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Cả nhà. Vô. Gió mát không? Thư vị. Lớp này không nhậu làm như nhậu lên. Quá đã. Rượu nó ngọt ngọt à, ngọt không đây. Ngon. Ừ. Kèm lòng không nổi. Ngon thiệt. Đây là khen ngon thiệt chứ không phải khen cho chú vui nha. Anh Nam ăn cái con cá cơm chữa này em thấy nó có khác biệt với cái dĩa này cá mà cơm mình học. Cái dĩa này mà bán ha, theo nhưng mà chú Hai cầm bán 200 ngàn chú Hai không bắt. Ổn hả? Ổn, ngon. Được rồi. Cái này làm như em thấy cái cơm này làm như nó có cái máy đánh ba cái gì dưới cái bụng hay gì á? Không, nó kéo về cái đầu có lưới đổ lên cái lớp bự nó trên nó nhỏ nó lọt xuống. Ừ, máy có đánh. Đâu có đánh. Đâu mỗi bụng. Nguyên con luôn. Mà cái này nổ bụng rồi. Mà cái con cá cơm của mình ha là anh phải cắt lấy kéo cắt ở dưới không ấy là để nó sốc luôn. Cá cơm này là đó anh có đi ra ngoài cắt lỡ anh làm không, ngoài, cá làm cá một khoảng thời gian mà biết. Đấy cái gì đó. Chưa đang vô. Đang vô mồi. Vô. Mồi bây giờ làm gấp lý tẩu gì vậy? Nước sâu rồi cho cá vô. Rồi hết con cá rồi đó. Còn hai khứa mà. Không, cái đầu cái đuôi. Đuôi chứng khứa giữa đủ rồi. Mày kho lạc ha, chấm rau sống làm lương xương nữa ha chú nè. Ăn bữa nay để dành ngày mai đi. Vô. Trời ơi, coi rất luôn rồi, màu ngon mà trời ơi. Đã. Bớt này vô đi, có ngấp chán miệng rồi chứ gì đâu đỡ cá giúp cho anh nói. Đỡ giúp đâu không? Ừ. Giờ mới ăn cái cọng này đúng không? Cọng này người ta dùng để nấu ngót đó chú Hai. Ừ. Thơm ngon lắm. Em mới biết này là nấu ngót mới biết gọi là cái tên. Chứ em cũng có ăn là một đợt hai đợt. Ở đây thường thường người ta nấu ngót chứ người ta nấu súp á, người ta ưa để ngồi ghế. Dạ. Đó. Còn giờ mới thấy cái này đúng không? Em đó em cũng nói ngồi ghế gì, em nói ngồi ghế này sao tốt quá tốt. Không phải. Mà bây giờ đâu phải là mình kêu ngồi ghế đâu. Rồi, cái này. Cái này á. Mí. Cái thơm đựng đi nhiều quá. Ai muốn ăn môn mà gấp môn ra đi. Môn chín được. Môn mình về chứ. Gấp cho ngủ chứ. Môn gấp để trước. Này gọi là khoai môn cao, chứ không phải là môn. Ừ. Chú nó môn tưởng đâu ý cộng môn không ạ? Không có, môn cao. Ôi, chú chín rồi. Chín rồi. Cái này chín cũng này nó bự chưa chín. Nấu từ xế tới chiều luôn. Thôi, nó cũng có làm trao nữa chứ. Ừ, trao đó. Đậu ổ dẻo. Ừ, ngon. Khoai, kêu khoai ma, khoai trao môn hay gì đó. Khoai môn cao. Ừ. Còn người ta làm trao là người ta làm trao khoai môn á. Ừ.
trâu khoai môn mà con mua về đi con nấu chào ha, trời ơi nó ngon dạ. Cực kỳ. Nấu vịt nấu chao cũng được, và cua cũng được. Rau cần nước mình nhúng như vậy đó, mình ăn được rồi đó, chứ để lâu quá nó dai. Như cái này nãy giờ mình đổ keo chao bự vô cũng thành cá cóc nấu chao rồi. Khoái dùng rau. Ăn rau được tóc. Đưa đi gỗ vô bên trong. Cay nó ngon. Giờ cái món này ngon hơn món khô rồi nè. Ngăn lát nữa cái món khô ngon lại. Này thấy có vẻ bắt mồi hơn quá. Trời ơi, ông ăn lẩu với xoài luôn kìa. Khoai môn nè, cái mình nhai vô cũng béo béo. Có găng mà nó nhai đồ nóng được hay chứ. Cá cái khứa đuôi chắc chín rồi nè chú Hà. Mà cái ngọt bí nha. Ngọt cái ghê ngọt mà ghê luôn. Ồ nó vàng cái da ha. Lớn tuổi ăn uống gì? Con cá khứa này nó chưa chín tới thôi. Vậy cháu mình ăn cái đuôi đó. Tôi lo tôi để mồi luôn, anh Thui không có rượu luôn trời. Ừ. Bắt bồ với anh Thui làm chết. Bữa nay làm như mồi bén quá. Nãy giờ anh cứ rất mồi không, bây giờ mồi không với tôi quên nước. Rồi, vô. Vô. Vô lẻ trang ngay gấp miếng cá cóc rồi. Cảm nhận xanh quá. Cái con cá cóc nghệ cái nó vàng vàng cái mình kêu cá cóc nghệ hả anh hai? Ừ. Nghệ khác con cóc ấy khác. Mà cái con cá cầy nó cũng giống con cóc nha. Ừ. Nhưng mà con cái là cái con cá cầy nó khác lại cái mỏ. Chứ nó cục hình hả? Chứ nó cục. Mà như nhưng em mình đi chợ nhưng Nhật đi chợ em đặt dính cá cầy cái em nói ở cá cóc đó. Cá biết cóc. Liền, biết liền. Em nhìn nó biết chưa? Biết hả? Em nhìn nó biết chưa? Em là dân sông nước mấy năm trời mà. 4 năm cái bữa đó. Sao chú Hai cảm nhận miếng cá làm sao? Ngon, thịt thơm. Béo. Béo. Ngọt. Đấy là rút dùng 3 cái nước bí. Rau trước cho chén trước đi. Làm luôn hả? Làm luôn. Nóng lắm à. Mình còn khoai nữa, chút nữa hết cái mình để vô thêm. Ừ. Khoai mình để vô từ từ đi. Quan trọng mình ăn cho hết cá đi khoai đâu quá. Thay vô để lát nó nguội. Thay ăn nóng được. Như mình ăn ghê.
rau nấm á, mình còn hít hà rồi được. Khoai này mình gấp cắn qua nó dính vô gân rồi cho hít hà. Hít luôn cái vô gân luôn á. Vô, vô. Vô chưa nè. Mình thấy là con này ăn ngon hơn cá lăng nhiều hơn. Ngon nhiều. Dạ. Mặc dù nó có xương nhưng mà ăn ngon, thịt béo thơm. Cái con cá lăng chỉ nó có cái hơn cái con cá này, cái là nó không có xương thơm. Nó thơm vậy thôi. Mà ăn thịt đâu có thơm, đâu. Nó đâu bằng cái này. Đâu bằng này. Dạ. Bây giờ cái giá trị nó rẻ hơn cái này nhiều. Cái con cá này ha, mà như mình nói như kho khớm, kho khớm. Dạ. Rồi nó thơm, coi như thơm mùi cá cóc luôn. Sao anh không chịu kho cóc chín nữa? Vô cái này. Vô. Nãy giờ nó có uống không mà mình mới ăn ngoài xong cái kia uống nữa ta. Tại uống dữ lắm, muốn hết đuôi cá cóc rồi kìa má. Kiếm cái nữa đưa cho anh Năm để nó đưa cho chui này bỏ xuống kia. Móc cũng qua luôn. Móc cũng qua luôn. Dạ. Còn móc cũng qua luôn. Móc cũng qua luôn hả? Bông cũng được không? Được luôn. Đường sàn con ướt dưới khô nè. Không biết cảm ơn em gì chắc chắn. Được một không sao cảm ơn được. Đỡ đỡ cho nó phụ. Để nó văng. Này anh hứng cái giác. Rồi rồi. Ok. Để một bên mà. Chết luôn, không chừa cưới nào muối chân chặt. Nay mình nhậu hơi mặn hả? Mời mình dính cái khác muối. Nãy giờ mời dính cái nhỏ rồi cho anh xuống. Mời dính cái nhỏ rồi cho anh muối cái nhỏ. Ăn đi đi. Xương này không có xương nhỏ, bự. Hình như cái đuôi của nó xương nhiều hơn cái phần ở trên nha. Đúng rồi. Cái khúc nhỏ nó đưa xuôi xương hơn, nó dồn xuống đó trên. À. Cái đầu. Mà nó ngon, ngon cái đuôi. Xương hơn nhưng mà béo. Cái trứng này chú Hàng ngon không? Ngon. Trứng là để vô miệng là tan, mà béo dữ dằn. Béo bùi bùi. Béo béo bùi bùi. Bởi vì cái con cá ngon càng ngon mình làm được mình đừng nên bán. Cái ốc này mấy ông mà thường thường ở theo mặt sông cái hay là biết nó nhiều. Đó đặt ha dưới Vĩnh Long mấy năm trời, dưới Bến Tre giáp lách đó. Đầu vô ha, thấy nó dính vô, cái đầu vô nó đọt, nó dính vô cái mắt cái kỳ vô trong cái hôm cái gọi nó mắc kẹt đó, bị nó kêu cốc cốc nằm hoài vậy nè. Mà lên mình nó gỡ đâu ra đâu. Mới đầu thấy đâu có biết. Nó đầu nó nhảy xuống ôm lên chứ sợ nó xích. Hồi đâu mà lên nó kéo cắt mấy gà. Bự cắt cái kỳ nó. Bự không chưa hả? Còn cũng cái mấy 2 kg trở lên không chứ đâu có nhỏ. Nó dính vô còn nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại này còn nó dính ra, nó buộn hoài gỡ không ra. Dạ. Lấy cái kéo cắt ngang cái kỳ của nó. Bến Tre với Vĩnh Long với là cá này nhiều. Bây giờ nguồn nước đổ xuống dưới. Xuống tới Vĩnh Long rồi nước mặn đổ lên. Làm cho Bến Tre Vĩnh Long là nước pha chè đó. Thành nó dồn khu đó nhiều. Dạ. Cái khu ngay chỗ Vĩnh Long mà đó mà đi ra là nó mấp ở trong chợ Vĩnh Long thì chở ra ngoài sông mày sông Cổ Chiên đồ hả? Sông ở gần Cổ Chiên rồi đó là nó có mấy chạy gà nó mua cua đó, nó bún cái sông đó. Nó bắt đủ lỗ cá thì nó gài nó đi lặn. Con cá cốc thì càng lớn thì càng có giá trị. Đúng rồi. Nhưng đúng. Mà còn nhỏ thì xương thôi. Xương không ăn thơm chưa ăn được. Đó chú Hai đặt với đó là chú Hai đặt cái này qua bán mà chợ rách ha. Chú Hai đặt đó 3-4 năm trời á. Đặt nó đặt cái này chứ chất trà hùng với người ta, chất trà giọt á. Dạ. Tới nước dở dở đống này tới đống kia trời con thấy ham lắm rồi giờ. Có cốc con nào mấy thấy bành 3 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg cái trài cái ngựa. Không mà
mà nói như anh hai nhắc thì cái trà ha, em không phá gì phá cá ngựa qua ngựa bao lớn xong ha, rồi cái kiểu ha nó bay mà không phải nó bay như ngựa thì cũng bay hay thiệt lắm. Ngựa với mày Vinh hay nhất là cái ngựa cái dòng dốc mỹ tân là có cá ngựa nè, cái loại cá trắng là lúc nào nó cũng bay chứ không phá giới mà nó bay bên trắng như một cái con cá ngựa là hay nhất. Dạ. Chứ cá mày Vinh con cá rảnh nhảy không bằng cá mày Vinh. Cá ngựa cá chạy vậy lớp. Chỉ con cá ngựa ha, lưới em bao cỡ nào bao cao cỡ nào bao nó nhảy như nhóng lên cái nè, nhóng lên gì ha là nó thấy lưới cỡ đâu ha là một cái nữa, cái thứ hai là nó bay khỏi lưới liền. Nó hay tự nhiên ăn nha anh Năm, còn dữ lắm nha. Vậy cái má này nó có da rồi không béo. Không còn cá cốc anh ăn cái má không có được, ông phải bẻ ngang cái cục cốt để luôn nguyên cái chén. Cái má không, còn cái cục cốt ai ăn ăn đi. Nó da béo. Lột chín rồi. Sợ trong chưa chín. Mấy ông ăn cái cục mỡ đó có gì đây nè. Cái miếng này nè nó bám vô nguyên cục mỡ luôn. Vừa ngọt mà vừa thơm béo. Nhậu kiểu này biết nào xỉn hả? Không bao giờ xỉn. Vừa nhậu nóng nóng nè, mà hôi nó ra. Tới chừng xỉn hết bước đường kéo giới mà. Không, bữa nay mình nhờ cắm đài cao. Này phải cây cà na mà trái nó bự ha. Ừ. Chưa. Cắm bớt luôn hả? Trái này coi vậy chứ quay một tháng mình quay lại nó bự. Bởi vì chưa già chưa chín. Nhớ trái cà na này đó, tuổi thơ của chú hai là đi hái cà na này bán lấy tiền đi học. Ăn hộp luôn hả? Ừ. Ngay cái hộp nó chát chát ngon. Cà na nè. Cái này cà na thiệt mình nè. Ừ. Cà na này cà na gừng. Để làm cho mướn các bạn. Ngay nguyên hộp à. Nuốt luôn hả? Hộp nó chát chát hả? Chát. Ăn mình. Mình nhậu nhiều. Ăn cà na non này ngay luôn cái hộp chị đau bao tử. Hai đứa con nắm rồi chú bạn ba. Chị đau bao tử. Ăn này nó ngon, chấm muối ớt. Chấm ớt. Cái nhóc mình thôi, cái nhóc mà. Ôi. Thôi. Cái hột ngon không bộ? Giòn. Cái hột nó giòn giòn. Mấy cái nhỏ. Chát. Mấy cái thiệt nhỏ. Làm hột vô. Đó giờ mới biết ăn cà na mà nhai hột cũng nha. Làm hồi bỏ ăn cá này nữa. Chấm chua. Chấm. Nó chát chát, nó chua chua. Này mà chấm muối ớt không? Chấm muối ớt là này luôn. Rồi đó, ông ăn cà na chấm muối ớt rồi nha. Mùi ăn này à. Còn cái này thì ăn này. Em nghe cái mùi gì mà có gì bên kẹp ăn. Nói cho cùng ăn, mở cái cốc. Mọi cái đấy là một thức là